Mến chào quý khán giả đang xem trên kênh Đồng Hải kết nối khám phá du lịch. Buổi sáng nay thì chú cháu Đồng Hải lại tiếp tục làm công việc bưng lên ở chung quanh cái buồng ngủ này lại. Đây đám tre này thì tí nữa chú cháu mình sẽ cắt ra từng đoạn vừa với chiều dài và sau đó mình bổ băm và sẽ bưng nẹp vào để cho nó kín cái phòng ngủ này. Công việc thì bây giờ nó cũng dần dần trở về đến cái giai đoạn gấp rút, có nghĩa là sắp sửa hoàn thiện tất cả. Đây là phía bên trước cửa nhà đi vào, thì cái lán để xe và để củi thì mình và cháu Xính cũng đã làm xong, đã lợp được kín hết rồi đây. Mọi người nhìn thấy rất gọn gàng. Trên này chỉ còn một tấm để che lên trên cái đầu hồi nữa, tí nữa buộc vào nữa là xong. Và kín mưa gió không hắt vào trong nhà nữa. Một tin rất vui là sáng nay một đàn gà xương đen giống gà địa phương ấy mà cháu Xính đã ấp nở thành công được 9 em gà con. Đây, gà mẹ rất là dữ nhá. Đây toàn là giống gà quý của bản địa đấy. Gà này rất là giá trị về kinh tế. Con giống này là cháu Xính đã lên trên Yên Minh bắt ở trên trong làng quê ngoại đây. Đấy thì con gà này chất lượng nó, thịt nó ngon lắm mọi người ạ. Cắt đi, cắt. Cứ cắt thẳng này. Ừ, cắt thẳng luôn. Kia có một cái hình như dài ngắn, dài ngắn. Về nó dài ngắn tí, nó hiểu gì. Tí nữa cắt cái ấy sau. Cắt lên kia phải xương. Cắt thế xương lắm. Đấy. Hiện giờ là chú cháu mình đang cắt cây vừa để làm rát giường và để làm cái phên bưng vào đằng phía đằng trước này. Đấy, cắt như thế. Rồi. Hiện giờ thì hai chú cháu mình đang vừa dốc mát này, vừa băm này, cắt này, để hoàn thành những cái bức vách cuối cùng của cái gian buồng hạnh phúc. Đây gọi là buồng hạnh phúc của vợ chồng cháu Xính. Thì đã làm xong được hết toàn bộ cái vách của nhà đấy thì chú Hải lại tiến hành làm cái giường, cũng làm cái giường đơn giản thôi, giường kiểu lán này thôi cho vợ chồng cháu. Kê này rất là giả nhỉ, giả đanh luôn nhỉ. Mình chặt cái tre để làm kè ao ở dưới thấp, đâm ra là nó không có tre giả này, mà cái tre ngâm dưới ao không cần giả này đâu. Tre ngâm dưới ao thì cũng không non quá, nhưng mà
Chè nó vừa phải cái bánh tẻ ngâm đấy. Nó rất là bền. Tiếc nhỉ cái đàn gà này mà lần sau ấy nhá cháu nhá, là nó đẻ con gà nào mà gà xịn ấy, nó đẻ là cháu nhặt trứng riêng ra, nó cứ đẻ hôm nào cháu nhặt ra hôm ấy, nhặt cất gọn ra để chỗ thoáng ấy, để xong bắt đầu đến khi con mẹ nó đẻ mà lộ tầm mười mấy trứng rồi ấy, thì là mình mới bỏ ra để cho nó ấp thì nó sẽ nở đều. Hôm nay là phí mất mấy quả trứng rồi, nó đang ấp dở. Có thể là cũng không phải trứng của nó ấy nhỉ, con gà khác nó đẻ vào ấy. Nhưng mà mình cứ định những cái con mái nào mà mình định để cho nó ấp ấy thì mình nhặt trứng riêng. Cái gà chất lượng mà. Chẳng hạn như những cái con gà thường kia nó chỉ độ 120 một cân, gà này của nó phải 200 một cân. Mà họ vẫn cho nhau mua luôn ấy. Như ra những cái nhà hàng, như nhà hàng cái quán ấy, nhà hàng dân tộc hôm chú cháu mình ra đây. Chúng nó bán toàn đồ ngon thôi. Nên nó mua những cái đồ ngon nó mua rất đắt. Để hôm nào chú đi ra chú hỏi nó xem dê thế nào nhá. Nhưng mà dê cho nó mua phải dê ngon đấy, dê béo dê ngon nó mới mua, chứ cái loại dê thải dê vớ vẩn nó không mua đâu. Bụng nó to sợ không đi được. À đi xe máy đi nhỉ. Nó bận lắm đấy thật sự. Công việc của nó bận ấy. Đói với nhà hàng nó lúc nào cũng đông người. Bắt đi chơi một ngày. Nghĩ là chung nó làm ra nhiều tiền là cũng vất vả. Chả có thời gian để mà ngó ngàng xung quanh nhỉ. Cứ nhiều tiền là vất vả rồi. Không có thời gian xem tivi. Ông không xem YouTube bao giờ, bảo TV thôi còn chưa được xem. Kiểu vất vả cả ngày làm coi như nó điều động quân bán hàng, nhà nó người mấy hai người đứa quân nó làm phụ vụ ở đấy mà. Thế là nó lo đủ các thứ xong đến tối là mệt rồi. Tuổi cũng cao nữa. Thua hết chú Hải nhỉ. Chú Hải vẫn sướng hơn. Chú Hải nó có sức khỏe nhau rồi nhé. Mình không nghĩ về tiền tài đấy. Không nghĩ về danh vọng thì mới thế được. Chứ còn bây giờ đang mải kiếm tiền trong năm thì thế mới buổi tối lọ mọ coi như hai chú cháu chui lúc mà bát ong này. May là tổ có ba lại ngon nhỉ, tổ ba lại nhiều nhậm thế. Thật sự là hôm qua ăn ngấy đấy. Ăn ngấy luôn không phải đủ đâu. Ra nhà hàng chỗ phải có 500.000 hơn đấy nhỉ. Ra nhà hàng chế biến này. Mấy cái rau dớn rồi nó cần làm 100.000. Mấy con dế cũng 150.000. Mình thích ăn dế, đi một lúc buổi tối là làm một đĩa luôn nhỉ.
chán rồi. Ở đây đấy, thật sự đấy, ăn cái đồ thiên nhiên đấy chán luôn. Đấy, chuột bây giờ là mấy nó thèm ăn chuột lắm, bây giờ không thèm rồi, chán rồi. Không chán nhưng mà cũng không ham muốn, như hôm mới lên chỉ mong rồi nhìn à, sao bắt được con chuột ăn. Bây giờ chuột treo để khô như củi lên. Nói thật sự chứ mình ăn cái kiểu này nó mới ngon. Cứ lên ra kia bày yến bày tiệc lên á, nguyên nhìn thấy nó chán bố rồi, nhìn thấy nó ngấy tận óc rồi, cháu hiểu chưa? Nhiều quá. Như kiểu mình đi đang ở nhà đói thì được cái mấy miếng thịt rang mặn là ăn cơm ăn ầm ầm, nhưng mà đi ăn cưới này nó bày cho một loạt cái món ăn lên, cái này nhìn là lên đến tận óc rồi. Đúng không? Như kiểu cái ông hôm ở trên đám mà ăn thịt bò vậy thôi, chỉ thèm ăn rau. Thấy ai nấu cho lúc nào rượu cũng say, thịt thì nó mùi nó bốc quanh người lên. Chán thật. Quần áo ông thì không bao giờ thay đấy nhỉ. Mình không ở đấy, ở đấy mình quay phim nên giới thiệu gương mặt mẹ sáng giá của năm 2022. Mà bằng một tuần còn chưa đem về. Các bạn tại rượu nhiều quá, ở đấy có sẵn rượu nhỉ, rượu người ta đem đến mỗi người một can, mỗi người một can mà nhỉ. Nào ở đấy thì không biết trong nhà thì họ cũng đông, khi nào nó tỉnh thì nó giỏi thì họ lại đổ cho nó, đông cho nó uống rồi. Bình thường đi mua thì không có đâu. Không ai tiếp thế đâu. Nhưng mà đấy, đấy là cái nợ đồng lần ấy. Hôm nay nhà này, hôm mai lại nhà khác thì mình lại phải đem giả. Cuối cùng là chỉ khổ mẹ cái bó thôi nhỉ. Thế à? Không, bây giờ bà vẫn còn có quyền ở nhà đấy, cứ nó đuổi bà ra nhà khỏi nhà là được, đúng không? Ừ. Không, mai kia bà chết chúng nó vẫn phải có trách nhiệm lại làm ma chứ. Cười. Đó mà không phải con đẻ, chúng nó là như thế. chủ yếu là nó thừa kế cái đất đai nhà cửa thôi. Chẳng qua là bà bảo thủ bà cứ ở đấy, nếu không bà bán mẹ đi xong bà về đây ở với bọn mày. Nói thật, ở với con gái thương cháu không tiếc được gì cả. Thì tốt quá đấy chứ, đúng không? Hai cái vợ mày nó đẻ thì bà về, bà ngoại xịn, bà ấy vì trông cháu. Buổi sáng nay thì chú cháu mình cũng đã làm được một số việc, cắt một số tre này, xong bổ băm và kẹp lên trên vách đây. Đã nẹp lên trên vách được một bức phía đằng trước này rồi. Và đã làm thêm cái khung phía đằng sau, nẹp thêm được một ít phía đằng sau. Giờ cũng đã muộn rồi, mình nghỉ để ăn cơm đã. Cơm chín chưa? À, chín rồi à? Ừ, nghỉ ăn cơm đi. Để nỏ mó đi. Chắc là đói rồi đấy nhờ.
Đây, cơm các cháu dọn lên rồi đây. Đâu rồi, bó rồi. Buổi trưa này thì vẫn như thường lệ, ba chú cháu lại tiếp tục nòm mó. Hôm nay bận việc lắm, cũng không làm nhiều đồ ăn. Ở trên bếp vẫn còn một con sóc, hai em chuột, hai cái chân giò nữa đây. Và ăn cơm đi cháu. Đồng Hải xin mời tất cả các vị khán giả ăn cơm cùng với chú cháu Đồng Hải. Gia đình nhà ăn cơm đi.